Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện lạnh Mai Chi. Hôm nay mình sửa trực tiếp cái tủ lạnh Samsung tại nhà khách hàng. Đây, hiện tại tủ vẫn đang vào điện. Dung tích là 390 lít. Đây các bạn nhé, dung tích là 390 lít. Hiện tại bộ lốc không chạy. Đấy, đèn chớp hai lần. Đấy, đèn bon xuất chớp hai lần. Hiện tại thì tủ không chạy. Đấy, bon xuất đang chớp lỗi hai lần. Chúng ta sẽ cắm cái bộ test vào để kiểm tra xem là cái khi test và lốc bằng cái bo rời bên ngoài như này thì cái van tiết lưu chia ga kia, van chia ga này thì nó không hoạt động. Thế nhưng mà không quan trọng việc đấy các bạn nhé, chúng ta vẫn có thể thử được bình thường. Rồi, ống nóng là ga ok rồi. Rồi, đừng đẩy nóng. Như vậy là ga ok, và lốc ok. Chờ chạy một lúc nó tăng tua mà không có vấn đề gì cả thì chúng ta sẽ kiểm tra test bo công suất. Dòng làm việc hiện tại đang là 0,28. Chờ khoảng tầm 1 đến 2 phút sau thì nó sẽ tăng tua block. Rất may là khách hàng là con này block không việc gì. Khách hàng đang nhăn nhó, chết lốc thì nhăn nhó. Ô tô thì đi đẹp nhưng mà chết cái lốc thay chỉ hết có tí tiền thôi nhưng mà lại sót. Đây bà chủ rất xinh gái. Ô tô để nhờ. Giờ anh em theo dõi một tí nha. Rồi, sau khoảng 1 đến 2 phút chờ đợi thì dòng làm việc hiện tại đang là 0,33. Và block vẫn đang chạy. Phin phước nóng. Đừng đẩy nóng. Rồi, như vậy là block ok. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành test bo xuất cho khách hàng. Con này như vậy là lỗi hư bo xuất thôi. Rồi, sau khi chúng ta test block chạy ok rồi, sau đây chúng ta sẽ kiểm tra bo xuất, thay thế một bo xuất mới để kiểm tra xem nó chạy ok thì chứng tỏ là bị hư bo xuất các bạn nhé. Cho nó nhanh. Rồi, chúng ta sẽ cắm bo và kiểm tra xem mạch điện có điều kiện được chạy ok không. Ok. Dòng 0,52 là vừa rồi là của tín hiệu của sấy. Rồi ok, bây giờ thì bo điều khiển đã ra lệnh điều khiển bo suất, điều khiển máy ấy, và bắt đầu lốc bắt đầu chạy. Các bạn lưu ý là bo tủ lạnh Samsung ấy, khi mà nó bị lỗi ấy, thì chúng ta có thay bo mới vào thì nó cũng chưa chắc nó là ra lệnh ngay, nó phải chờ một thời gian chúng ta cắm điện ổn định. Không có vấn đề gì cả thì nó sẽ và chúng ta tăng cái nhiệt độ đằng trước ấy, tăng cao hết cỡ lên. Sau một khoảng thời gian nó ổ điện ổn định thì tự động cái bo điều khiển nó sẽ ra lệnh. Còn nếu mà bạn nào mà chúng ta sót ruột quá, không đủ kiên nhẫn ấy, mà cứ rút điện ra rút điện vào ấy thì cái bo mạch nó có sự theo dõi cái sự ổn định của nguồn điện, thì các bạn cứ rút ra rút vào thì nó sẽ có khi cắm qua đêm luôn. Vì nó phải chờ đợi là sau một thời gian khá là dài để cái nguồn điện cấp vào ổn định thì nó mới ra lệnh cho bo suất chạy. Đấy là cái lưu ý khi sửa tủ lạnh Samsung. Chia sẻ cho anh em cùng tham khảo. Rồi, và cái bo điều khiển này đã ra lệnh cho bo suất điều khiển cho block chạy. Và như vậy là bo điều khiển là ok và chỉ là hư hỏng bo suất thôi. Lốc máy chúng ta đã thử rồi. Rồi, ống đồng bắt đầu nóng. Máy mới chạy nên là đang chạy ở tốc độ thấp.
Ta sẽ theo dõi thêm khoảng tầm 5 phút để xem là máy nó tăng tua lên như nào. Rồi sau khoảng thời gian khoảng tầm 5 phút chờ đợi thì hiện tại thì block đang tăng tua khá là mạnh, dòng làm việc là 0.72A. Đó, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn là một cái ban bệnh sửa chữa trực tiếp tại nhà khách hàng như này, cách có cái chúng ta sẽ phải trang bị những cái đồ đạc chuyên nghiệp để mà chuẩn đoán những cái ban bệnh cũng như là cái những cái kinh nghiệm để khi mà sửa chữa cái tủ lạnh Samsung bị hư hỏng không làm lạnh được. Và hiện tại thì cái máy này thì rất may cho khách hàng là sau khi chúng ta test block là block vẫn chạy được và hệ thống ga nó còn ok, không bị mất ga, và chỉ xác định được là nguyên nhân là hư hỏng bao công suất, lỗi ba nháy các bạn nhé, nháy đèn LED bao công suất 3 lần. Và hiện tại sau khi chúng ta thay thế bao công suất khác thì bao điều khiển đã điều khiển bao công suất làm việc rất là tốt. Xem đằng trước này như này. Rồi đấy, quạt gió chạy sờ bắt đầu gió đã lạnh ra thổi rồi đấy. Sờ cái gió thổi ra là nó lợi lạnh rồi đấy. Rồi, như vậy là tủ đã chạy ok các bạn nhá. Và mình xin kết thúc video chia sẻ và hướng dẫn ở đây. Nếu các bạn thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích, hãy ủng hộ bằng cách là bấm nút like video. Cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên thì bấm nút đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện ảnh Mai Chi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tất cả các bạn.